Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui có một thứ để test rất là tuyệt vời. Đấy là một bạn đã tìm giúp tôi một ông người Nga chữa bệnh. Bạn bảo không biết có đúng cái ông tôi cần tìm không, nhưng mà dẫu sao thì cũng rất tuyệt vời vì bạn đã tìm được giúp tôi ra một cái ông chuyên gia chuyên chữa bệnh qua sóng, qua tivi, mà cũng là người Nga. Theo như bạn gọi thì đây là Alan Chumak. Và bây giờ tôi sẽ cùng các bạn test xem. Hôm nay tôi sẽ ngồi cà phê và ngồi đo ông chuyên gia người Nga này. Tôi tìm mãi không được nhưng mà có bạn đi giúp tìm và gửi như là tôi thích quá, tôi mang để lấy nước lọc và hai cốc ra thì tôi test, phải test hai lần, không biết có đúng cái ông mà tôi nói là tôi ngưỡng mộ từ hồi bé hay không. Tuy nhiên thấy bạn nói là có trang web riêng mà lại cũng có ba cuốn sách thì chắc là cũng là ca thủ. Đây là cái ca nước lọc các bạn nhé, ca nước lọc tôi lấy ra. Để ca nước lọc thường sau khi lọc rồi thì nó sẽ được khoảng 5 độ. Tôi rót ra 2 cốc. Rất là tuyệt vời. Thần tượng, nếu đúng là đây là cứ coi như là thần tượng của mình hồi bé thì thật là tuyệt vời. Quên mất, trong lúc chưa rót cà phê chờ đợi thì tôi bật lên. Đây, tôi bấm vào cái trang web toàn tiếng Nga, chả hiểu gì cả. Có một cái, có duy nhất đúng một cái kênh, một cái clip ở cuối trang web. Tôi bật nhỏ đi một tí, không là ở đây đang nhỏ mà chưa có tiếng. Đấy, nhỏ đi một tí. Đang nói đây nha các bạn nhé, đang nói. Tôi đo cái cốc đầu tiên. Thì đo lại cái cốc này đây. Đấy, mới rót ra thì nó 5 độ, khoảng 5 độ thôi. Chưa biết là đã truyền chưa nhưng mà cái giọng nói cũng có thể phát ra khí đúng không? Tôi cứ đo đã. Rất là tuyệt vời, tự nhiên là có bạn tìm giúp được. Tôi tìm mãi không ra. Nên đó là điều rất tuyệt vời. Tôi phải thưởng thức cà phê và ngồi chờ đo. Nếu mà đúng thì đây là rất tuyệt vời. Như tôi nói là tôi đo rất nhiều người mà cứ bị âm nên là tôi rất ngại. Nên là tôi hy vọng đây là không có người gọi điện cho bạn. Tôi vừa chạy ra lấy cái bưu phẩm, cứ tưởng cái bưu phẩm của YouTube. Cái kênh của tôi họ bắt nhập cái mã pin gì đấy mà chờ mấy tháng không thấy đâu rồi. Gần được 3 phút nên là nói xong rồi, tức là làm cái kênh YouTube nhưng mà nói ngắn quá, chưa xong 3 phút đã xong. Tôi bỏ bớt cái cốc này chưa đo ra. Ồ, thật tuyệt vời các bạn đúng không? Tôi có nói là tôi mong đợi rất nhiều một cái người phát thực sự phát ra năng lượng để tôi học tập, thực sự phát ra năng lượng dương để tôi học tập các bạn nhé. Và đây đúng là, có lẽ đúng là thần tượng hồi bé của tôi. Và người ta phát ra năng lượng đấy, cũng như những lần trước tôi đo là được 80 rồi các bạn. Đây là ông cũng phát ra được khoảng
75-80. Đó là rất điều rất tuyệt vời. À, người ta phát năng lượng phải như thế thì mới gọi là chuyên gia chữa bệnh các bạn ạ. Thế thì có lẽ đây đúng là cái người mà cần phải nghiên cứu. Đây là cái cốc thứ hai. Cốc thứ hai đây nha các bạn nhé. Tôi sẽ tìm tiếp này. Ồ, rất tuyệt vời nhé. Cuối cùng đây chính là cao thủ đây nhé các bạn này. Đây mới là cao thủ. Đây mới chính là cao thủ. Bạn bảo là vào YouTube gõ tên Alan Trúc Mắc. Tôi sẽ vào YouTube gõ tìm ông này. Tôi sẽ nghiên cứu sóng của cụ này. Alan Trúc Mắc. À đây đúng rồi các bạn ơi. À, đúng trên TV đây rồi. Xà, rất là tuyệt vời. 7 năm trước, 7 tháng trước. Đây mới đúng là cao thủ này các bạn ạ. 8 năm trước. Nhưng mà thôi, tôi lấy cái đầu tiên xuất hiện. Cái đầu tiên xuất hiện. Đây này, TV nhiễu. Rất là hay. Người ta lấy được cái từ cái thời 1980, tôi chính xác. Các bạn ạ, đây là cái phát từ 1980 là khi tôi 3 tuổi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Không biết nói gì hơn. Rất là phải cảm ơn một bạn đã giúp tôi tìm kiếm ra cụ người Nga này. Đây là cái lần thứ hai là test 1980. Vì tôi như tôi có nói là tôi nhớ hồi bé mà không nhớ là khoảng rõ cụ thể là năm lớp mấy. Thì hồi bé mẹ tôi mua cho tôi cái đài để học ngoại ngữ và cũng để bắt cái các cái chương trình đông y. Thì tôi cứ buổi sáng là tôi nhớ cái hồi tôi bé tí là cứ buổi sáng có cái chương trình đông y là tôi cứ ngồi tôi chép. Thế là mẹ tôi mới bảo là có một cái ông làm ông chữa bệnh qua qua tivi hoặc qua cassette gì đấy. Thế tôi chỉ nhớ được mà máng như thế. Và bây giờ các bạn tìm giúp được, thật là một sự tuyệt vời. Năng lượng dương các bạn, tôi nghĩ là năng lượng dương mà đúng là dương thật đấy, tức là phải như thế thì chúng ta phải có một người như thế, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cải biến, ví dụ người ta có cái năng lượng như thế nào và tại sao cái năng lượng này chữa bệnh. Thì bây giờ tôi sẽ tìm những cái công cụ hiện đại để tôi bóc tách cái thông tin năng lượng của ông ấy ra và tôi sẽ bắt chiếc theo. Mặc dù bình thường tôi phát ra như tôi nói với các bạn là trong những cái test trước thì tôi cũng được khoảng 70-80, thì đây cũng là theo tầm 5-70-80 thôi. Có thể cái tần sóng người ta hay hơn thì mình phải học. Tìm kiếm cao thủ mãi cứ dùng cao thủ mới xuất hiện. Tôi thì cũng chưa thử và cũng chưa dám lấy cái clip thầy mình dạy, được thầy tôi dạy ở trên như tôi nói dạy ở hồi Xuân Công trên núi Võ Đang, mà giờ đấy tôi không nhớ mình có lưu lại hay không. Có một số cái clip nhưng lại không có lời của thầy, chỉ là những cái bài tập hướng dẫn. Đúng là cái thời kỳ tôi đi tập thì hồi đấy là mấy đúng rồi không lưu các bạn, hồi đấy là vẫn dùng những cái điện thoại gọi là lạc hậu ở nồi đồng cối đá theo kiểu Nokia ấy các bạn, Nokia đời đầu, mình không lưu, rất là tiếc. Bây giờ có cách nào lấy lại để cũng gần được 3 phút rồi. Ở đây vẫn cũng đang nói về truyền khí nha các bạn nhé.
chúng ta sẽ xem cái hiệu quả so với các ông giơ tay ở Việt Nam như thế nào. Vì các ông giơ tay ở Việt Nam là rồi, bị âm rồi. Ôi giời, vừa mới hơi giơ lên nó đã đẩy sang bên này rồi. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Tôi ngồi tôi căn cái đúng cái bảng đo lên 80. Đây cái thang 80 nó chưa được vuông góc 90 độ nhưng mà lên được 80 các bạn nhé. Rất là tuyệt vời này. Ôi giời, lần đầu tiên và rất lâu ngày tôi thực sự tìm được một cái người để nghiên cứu có năng lượng dương, người ta có khả năng chữa bệnh như thế này. Mới gọi là người ta bảo chữa bệnh thì tôi đo ít nhất 2 lần tôi thấy dương này thì người ta bảo chữa bệnh thì tôi tin. Còn nếu mà như những trường hợp khác mà cứ nói tôi đo âm mà bảo chữa thì chỉ là lừa bịp thôi. Rất tuyệt vời. Tôi thấy giơ tay như thế này, giơ tay có nói, giơ tay có nói, và nếu mà chỉ giơ tay không nói trong clip không biết có lên được sóng không. Đây này các bạn này. Rất hay nhé. Vậy mà cái người theo dõi không nhiều, 461.000 người mà 7 năm trước. Thực là mọi người bỏ qua những cái rất tuyệt vời, trong khi những cái clip mà không hiệu quả âm thì lôi kéo được rất nhiều người xem. Tôi sẽ cắt cái đoạn chỉ có hình này thôi, không có tiếng. Và bây giờ tôi cũng sẽ tập test. Tôi tập test luôn, tôi lấy 2 cốc nước tôi test cái chỉ chuyển hình này của cụ không. Tôi cứ gọi là cụ vì chắc là lớn tuổi lắm thôi. Năm 80 tôi 13 tuổi, người ta đã chữa bệnh rồi. Thì tôi sẽ dùng cái hình này tôi phát. Và tương tự như vậy tôi cũng sẽ thử tập. Tại vì như tôi nói là tôi có thể tôi hướng dẫn các bạn linh phù chuyển được sang khí dương thì tôi cũng sẽ thử. Tức là trước đây mình phải âm thanh mới ra. Tôi đổ vào đây cho để rửa cho. Ô, rất tuyệt vời. Uống thử cốc năng lượng này. Rất tuyệt các bạn. Nó đổ cái cốc. Tôi sẽ tìm cái gì để đứng chắc hơn để tôi test tiếp các bạn nhé. Bây giờ tôi có một cái test tuyệt vời hơn. Đây là cốc từ này, cốc năng lượng các bạn. Tôi có một cái test tuyệt vời hơn. Đây là cái chai nước tôi đã từng đặt ở cạnh kim tự tháp và vứt vào tủ lạnh hơn một tháng nay. Bây giờ do dọn tủ lạnh thì vợ tôi vừa vứt ra ngoài. Thứ nhất là bây giờ tôi đo cái này xem là sau một tháng nó còn năng lượng hay không. Và tôi sẽ lấy luôn chai này. Còn bao nhiêu năng lượng tôi không cần biết. Tôi sẽ lấy cái chai đấy và tôi sẽ đo. Đo 3 lần. Đo một lần tôi cứ gọi là cụ Alan trúc mắc này dùng tay và để ở đây dựng. Và tôi để cốc nước trước này. Xem là cái chuyện khí ở trong hình nó có ra được cốc nước này không. Nếu mà ra được thì tôi cũng sẽ thử xem. Tôi sẽ thử xem như vậy. Ở đây chỉ có 7 phút thôi. Bây giờ tôi đi đo đo chai nước này đấy. Rất là tuyệt vời. Sau một tháng để trong tủ lạnh thì nó cũng bây giờ chỉ gần như về mo rồi. Chắc nó lạnh sun mất. Để lâu, tức là nó chỉ còn khoảng 5 độ thôi nha các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ có 3 cốc tôi đổ vào đây.
tôi sẽ test như thế này, tức là bây giờ tôi sẽ bật của ông Alan Schumacher ngày trước, thì tôi sẽ để tôi sẽ dựng như thế này các bạn nhé. Tôi sẽ dựng này để tôi xem, tôi xem, và tôi sẽ để cái tôi sẽ để ngang như thế này. Tôi sẽ để ngang thì cho nó thấp xuống, vào cung nước. Tôi sẽ kê thông nước này lên, tôi để hai cốc này bên cạnh để test sau này. Tôi để ra ngoài. Tôi sẽ test cốc nước này trước. Cao cao sát sát rồi này, khuôn thì nó hơi yếu, đi kiếm cái vỏ hộp. Tôi xếp cho nó cao cao lên, tôi để cung nước. Đây, tôi sẽ lấy cái hộp không này các bạn nhé. Hộp này tôi úp ngược lại để cho nó cao lên thì cái này nó phát vào đúng cốc nước. Đấy, khoảng cách là khoảng 5-10 phân. Tôi đo lại cho anh khác này. Chưa có gì nhé. Chưa có gì, bây giờ tôi mới phát cái phần nói chuyện. Đây, quay lại. Tôi sẽ tua luôn đến cái đoạn mà đang dùng tay đây này các bạn này, đang ngài đang dùng tay để chuyển khí các bạn nhé. Cái này có 7 phút thì tôi kéo mất mấy phút rồi đây. Đây. Đây đang chuyển khí này. Này, có bạn đang gửi cho tôi cái bọc bưu phẩm để làm sinh cơ. Đấy, đang chuyển khí. Lát nữa tôi sẽ tập còn hai cốc kia tôi sẽ tập, một là tôi chuyển khí thật giống như linh phù nhưng mà tôi chuyển từ xa. Tôi chuyển từ xa, và cái cốc thứ hai là tôi thử ghi hình, tôi lấy cái hình tôi để phát này, không nói nữa. Cốc này năng lượng rất là tốt nên là tôi uống, vì đây cũng là nước lọc. Tức là phương pháp của cụ này là gần như là chuyển năng lượng giữa hai tay, và gần như lấy hai tay để làm cái phát sóng phát ra ngoài. Và tôi tin rằng người ta tập được một cái năng lực gì đấy thì người ta mới phát được như thế. Còn các thầy, mấy thầy mà cứ giơ tay của mình tôi đo thấy bị âm, nên là tôi mới bảo là chỉ là phép lát thôi. Người ta phải ra được cái năng lượng dương thì lúc đấy chúng ta mới nghiên cứu tiếp xem cái dương đấy là dương như thế nào, và mình làm thế nào để mình học theo được. Giống như ai mà học linh phù, tôi có nói các thầy dương gian tại sao là viết linh phù toàn ra âm, và khi tôi thấy âm là tôi phải bỏ một thời gian, tôi không dám viết. Lúc đấy mình chưa đo của mình, nhưng mà mình bảo phương pháp dương gian âm này thì mình phải ngồi nghiên cứu cải tiến, và sau đấy thì tôi mới có cái bài tập ra khí dương. Nếu ai học linh phù sẽ thấy là
cái bài tập của tôi nó ra dương khí. Tức là mình phải ngồi nghiên cứu những cái thất bại của người khác thì nó mới ra được cái thành công của mình. Đây cụ vẫn ngồi đang kéo kéo tay rất là hay các bạn, rất là tuyệt vời. Gần hết 3 phút rồi, thôi tôi sẽ đo nhé các bạn nhé. Đây vẫn đang kéo tay này. Đấy, tôi sẽ dừng, tôi sẽ dừng và đo. Mình cũng gần được 3 phút rồi. Dương này chưa các bạn? Các bạn thấy không? Đặt trước cái clip, người ta không nói, người ta chỉ lấy tay mà vẫn dương được. Có nghĩa là cái tay của người ta phát ra ghi hình, nó vẫn lưu trữ được cái thông tin, vẫn lưu trữ được thông tin, vẫn lên 80 nha các bạn nhé. Có nghĩa là cốc nước này người ta phát ra một năng lượng rất là mạnh. Đây cốc nước của cụ. Tôi uống cho vơi đi để chúng ta đỡ thắc mắc. Đây là cái cốc nước thứ hai mà bây giờ tôi cũng sẽ thử theo cái phương pháp đấy xem. Đây là cốc nước thứ hai của tôi, là chưa có gì này. Tôi đo lại vì vừa rồi nó vừa hết clip, chưa có gì. Và bây giờ tôi cũng ngồi, tôi quay như thế này nó dễ nhỉ. Tôi sẽ quay cả hai. Tôi quay cả hai máy. Tôi còn làm clip cho các bạn xem. Đây, cái này tôi sẽ quay ở góc đứng để lát nữa tôi dùng làm thí nghiệm. Quay ngang, thôi quay dọc thế này đi. Quay dọc này nhìn thấy cái bằng khen sao khoe tí. Bây giờ tôi sẽ truyền năng lượng các bạn nhé. Đây, tôi đo lại lần nữa cho ăn chắc. Mình phải chắc chắn là chưa có gì đúng không? Bây giờ tôi bắt đầu truyền năng lượng này. Tôi cũng truyền năng lượng và truyền năng lượng từ xa. Và bây giờ tôi không nói gì nhé. Không hết
3 phút cho khoảng 2 phút và tôi lấy đo luôn thì tất nhiên không mạnh được như của cụ, của tôi mới được 60 thôi các bạn, của tôi thì lên được 60, nhưng mà vấn đề của tôi để bên ngoài này để lên thì chắc chắn là lên rồi, tôi khẳng định là chắc chắn tôi lên, tại vì mình viết linh phù, mình truyền khí như mình viết là nó lên. Nhưng cái này là không phải là vấn đề tôi quan tâm. Bây giờ vấn đề tôi quan tâm là tôi sẽ, đây là cái cốc vừa đo xong, bây giờ tôi, cái tôi muốn test là tôi phát cái clip này, cái clip mà tôi cũng giơ tay truyền khí đấy, nó có vào được cốc nước này hay không, đấy mới là vấn đề tôi đang quan tâm. Và nếu không được thì mình phải cải tiến như thế nào, và nếu được thì có nghĩa là tôi đã hiểu, tức là tôi nhìn cái cách phát, mặc dù tôi chưa dùng máy đo nhưng mà tôi nhìn cách phát của này của ông Alan Chukmak thì tôi đã học được, tôi học rất nhanh các bạn, tôi đã hiểu được cách phát. Và bây giờ tôi sẽ đây là một cái cốc không. Đây là cái cốc không, không có gì. Và chưa có gì. Tôi cũng, bây giờ tôi cũng lấy cái hình mà tôi đang ngồi này, tôi vừa quay từ nãy các bạn nhé. Trong 2 phút, tôi giơ tay chuyển khí như thế này. Thực ra cũng không cần cái đồng hồ thì vì tôi làm có 2 phút nhưng mà thôi, tôi cứ ngồi chờ. Tôi chờ hết clip thì chắc bây giờ còn khoảng 1 phút rưỡi, nhưng mà thôi ít hơn cũng được. Quan trọng là có dương hay không. Tôi sẽ tìm một cái dụng cụ để bắt sóng bóc tách những cái hình âm của ông người chữa bệnh người Nga để tôi nghiên cứu. Tuy nhiên là như tôi nói là tôi nhìn cái cách giơ tay thì tôi đã học một cái gì đó. Bởi vì thực ra cái nguyên lý ai học sinh cơ, ai học sinh cơ phát khí dương của tôi rồi thì sẽ hiểu cái nguyên lý truyền sóng dương rất cơ bản. Tôi nói là mình quan trọng là mình có một cái người để mình thực hành thôi. Tại sao đấy, xong rồi tôi hết rồi thôi. Mặc dù đấy nên tôi nói là khoảng 1 phút rưỡi thôi, nhưng mà 1 phút là được rồi, mình test thế thôi. Rất tuyệt vời các bạn. Nó không còn là 60 nữa, nó còn được đến đây là 45. Nó còn được 45. Nếu mà thực tế là 60 mà sau khi qua hình là 45 nó bị yếu đi một chút. Còn của cái ông người Nga là ông vẫn giữ được 80. Đấy là một điều tuyệt vời, khá tuyệt vời, và tôi sẽ học rất nhanh thôi. Trong một vài clip sau tôi sẽ cho các bạn thấy cái học truyền khí của tôi nhanh thế này, vì tôi đã hiểu ra cái nguyên lý thôi. Tôi sẽ xem thêm lại một số cái clip của ngài Alan trước mắt và tôi sẽ phân tích bóc tách hình ảnh âm thanh ra để tôi bắt chiếc theo. Và nếu nói về cái năng lượng chữa bệnh thì đây mới là cái người các bạn cần xem, cần học tập, Alan trước mắt. Và sau này tôi sẽ có một phương pháp cải tiến nữa để các bạn thấy là tôi cũng sẽ học để làm sao truyền được cái khí ra, cũng giơ tay này lên truyền khí ra được 80, và nếu ghi hình lại cũng ra 80. Còn trước mắt của tôi đang bị kém hơn một chút, giơ tay đang bị 60, có thể là mình đang yếu đang yếu hoặc mấy hôm đang mệt, nhưng mà thôi
ta không nói lý do đúng không? Lý do đi chầu để nghiên cứu đã. Ít nhất là có một cái người để chúng ta thấy à tuyệt vời như thế này, mình bắt chước theo. Tôi phải rất cảm ơn bạn này, bạn đã tìm giúp tôi cái rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.